Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, đến từ thương hiệu Thụy Sĩ, thương hiệu Scott. Đây là một trong những thương hiệu mà được đánh giá rất là cao và rất nhiều bác quan tâm về cửa hàng đầu tiên về bên em. Model của xe là model Scott Speedster với bộ group 1.5, khung nhôm aluminium siêu nhẹ 6061, cái tông màu ghi bạc đó nhé. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, các bác chỉ cần lên trên mạng để gõ cái model của xe ra, Scott Speedster 1.5, thì sẽ hiện lên rất nhiều website chính hãng của bên nước ngoài thị trường châu Âu. Và hiện cái model Scott Speedster này hiện tại thị trường Việt Nam là chưa hề có bán tại thị trường Việt Nam các nhé. Đây là những website chính hãng của trang nước ngoài, và em sẽ vào một cái link tham khảo chính hãng của Scott. Đây, đây là website của trang Scott các nhé, scott.sportby. Đây là cái model bên nhà em mới về, được trang bị với group 1.5 Scott Speedster by. Cái model của xe là model mẫu 2020, được trang bị với group 1.5. Đây là chiếc tông màu đen bác nhé, còn bên em là cái tông màu ghi bạc. Và các bác có thể tìm hiểu thêm về trên video, cũng ra rất nhiều đánh giá về cái mẫu model Scott. Các bác cũng chỉ cần gõ là Scott Speedster, hiện lên rất là nhiều cái thông số và cái review của bên thị trường bên nước ngoài về cái model của xe. Các bác phải tìm hiểu thang trên trên mạng tham khảo thêm về trên video và trên Google. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua bác về cái mẫu Scott Speedster 2020. Đây là cái mẫu model đời mới bên cửa hàng bên em mới về, với cái bộ hợp kim khung nhôm, khung nhôm Technology 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Xe có độ mới em đánh giá trên 90% xe, gần như là mới nguyên nữa nhá, dành cho các bác yêu thích cái tông màu sáng. Đây là màu ghi bạc nhũ, xe rất là nhẹ. Model Scott đến từ thương hiệu Thụy Sĩ. Đây là những thông số của xe trên khung xe, tải trọng là 128 cân đổ lại. Sẽ được thiết kế với bộ dây âm sườn cao cấp, cổ phốt ghi đông chính hãng của Scott. Thì thương hiệu Scott nên gắn liền với thương hiệu Scott là phụ kiện ghi đông của chính hãng của xe, của bản thân xe. Xe được sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano 1.5 bên trái em, và bên tay phải em sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Càng carbon chính hãng của bản theo xe của Scott. Xe trang bị với vành nhôm hai lớp, lốp hiệu Rubino Pro Control, kích thước lốp 700x25C, lốp Victoria luôn nhá, lốp hiệu này, lốp mỏng. Ở dưới gầm xe chính hãng của mã vạch và QR code chính hãng của thương hiệu Scott, các bác phải tra tìm hiểu thêm. Bùi đĩa Shimano, gạt đĩa của Shimano 1.5, phủ đề sau là phủ đề Shimano 1.5. Được trang bị với 11 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Lip xích còn rất là mới, xe rất dễ sử dụng lắm nhá. Model của xe là model Speedster, này. Tọc yên carbon,
yên carbon luôn, gọng yên carbon này, yên bên dưới cũng là carbon này, yên là gọng yên là cọc yên carbon. Dành cho bác nào yêu thích những cái xe dòng xe road bike thương hiệu cao cấp và đồ 1.5. Lốp xong sử dụng lốp Victoria nhé các bác nhé, nguyên cặp lốp Victoria. Và bây giờ xin lỗi cho các bác đứng vào khung xe. Còn cho các đứng vào khung xe là size 52. Size ngang khung là size 50. Thế là các bác cao từ 1m65 đổ lên bác nhé. Và bây giờ xin mời các bác hoạt động của xe. Xe trang bị với 11 tầng lip. Lip và xích còn rất là mới. Chuyển động rất trơn tru mượt mà mọi người. Bên phải em là 2 tầng đĩa, gạt đĩa 1.5, đùi đĩa Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Vâng, em vừa này đánh giá tổng thể xong chiếc xe cao cấp đến từ thương hiệu Thụy Sĩ, Scott, model Speeder, model năm 2020 mẫu đời mới nhất hiện tại. Và xe làm từ hợp kim nhôm aluminum 6061, xe rất là nhẹ, sử dụng với bộ gờ đúc 1.5. Và xe giá gốc tất bên em là 17.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào cũng liên hệ qua Zalo 0975 709943. Có lưu ý tiết kiệm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh và theo dõi chương trình ngày mai.